Bà chủ nhà bà nói một câu lắm em. Mẹ tới giàu thì cũng phải làm, mày nghèo phải làm, chứ không phải là giàu nghèo tao giàu tao ăn không. Chị đền cho em 200 triệu đòi em tháo hả? Tháo bụp tay tán đồ thai kiếp khác chứ tháo. Thánh địa thể hình, thiên đường giúp mỹ, diêm chúa ngao du, giao lưu thần tượng, hợp đồng triệu đô, kết nối bang giao Việt Mỹ, doanh nhân trẻ Việt Nam, Duy Nguyễn, THOL. Xin chào các bạn. Cái đại dịch Covid-19 này á, nó xuất hiện nó đã đem lại cho cả thế giới một nền kinh tế cực kỳ u ám. Một cái sự suy thoái mà nó lớn nhất trong lịch sử bao lâu năm Duy Nguyễn tồn tại trên đời. Chưa bao giờ thấy cái nào mà nó ghê như cái này, thậm chí khủng hoảng dầu khí năm 1979 nó dẫn tới sự đảo chiều của đế quốc Ba Tư. Là Iran bây giờ đó các bạn, nó lúc đó chưa đẻ. Không biết. Từ lúc biết nhận thức tới bây giờ là khoảng chừng 18 tuổi. Chưa có một cái đại dịch nào mà nó dẫn tới suy thoái toàn cầu mà lớn như cái này. Khổ quá. Nó dẫn tới bao nhiêu là kế hoạch nó bị đổ vỡ. Nó dẫn tới bao nhiêu là cái dự định nó tan biến theo ngàn mây. Để rồi ngày hôm nay chúng ta cũng chưa biết kinh tế của Việt Nam ngày mai nó như thế nào, và những cái phòng gym khi nào nó hoạt động trở lại trong một cái chuỗi lệnh cách ly chưa có hồi kết. Và một trong những cái biến động đau thương đó là cái mâu thuẫn nó xảy ra ngày càng lớn giữa những cái giai cấp trong xã hội. Trong đó phải kể đến đó là cái giai cấp chủ nhà với giai cấp thằng đi thuê bóc phốt nhau trên mạng truyền thông lớn lắm em. Và câu chuyện đó thì các bạn cũng có thể đã biết. Ngày hôm nay Duy Nguyễn xin dành ít phút trong phòng gym Thác OL, quận Bình Tân, địa chỉ 107 đường 6, để nói về, phân tích cái góc nhìn khách quan, không đứng gì bên nào cả, giữa chủ nhà với thuê nhà, mà nó dẫn tới lôi công an vô cuộc, nó dẫn tới khẩu chiến trên mạng, nó dẫn tới hai phe ném đá lẫn nhau, ba phe em. Một phe chủ nhà với một phe thằng đi mướn, với một phe cái bọn sàm lông ở ngoài nữa. Mà đáng trách nhất là cái bọn sàm lông ở ngoài nó méo liên quan gì hết trơn mà nó ngồi nó hồ. Đó, thì ngày hôm nay Duy sẽ đưa ra góc nhìn. Tất nhiên Duy đến ra hai góc luôn, thằng đi mướn và thằng chủ nhà luôn. Thì trong cái hoàn cảnh cuộc chơi này á, có một cái nghịch lý, tại sao nó dẫn ra cái mâu thuẫn đó? Tao có nghịch lý ông ơi. Nghịch lý là cái gì? Thằng đi mướn nhà thì nó không có tiền trả tiền nhà. Đúng không? Mà cái thằng mà bây giờ phải cách ly rồi. Phải cách ly rồi thì đâm ra tự nhiên giờ tiền đâu trả tiền nhà. Tại sao thằng kia không có giờ thằng chủ nhà, ê mày giảm nhà, mày giảm tiền nhà cho tao đi. Nó chủ nhà nó, ủa tự nhiên sao mày bắt tao bỏ tiền túi ra giảm. Tao nói thuyết phục không? Nói dạ chủ nhà đó, trong hoàn cảnh này bất khả kháng, hoàn cảnh này là không ai làm ăn được thì thôi mấy chủ nhà phải hỗ trợ 3 tháng tiền nhà. Thôi mày hay nha. Cái này đứng trên góc độ của chủ nhà là không được rồi đó. Mày nói nãy giờ hay quá. Ủa? Tao làm ra cái dịch này hả? Đúng không? Ủa tao làm ra cái dịch này hả? Mà tự nhiên bây giờ mày kêu tao giảm tiền nhà. Hành vi giảm tiền nhà là gì? Đúng không? Là bỏ tiền túi ra. Mất thu những cái tháng đó. Mà bây giờ nó nói mình vậy đó. Thì có lý không có lý? Cũng có lý mà lại cũng vô lý. Quan trọng là cái lăng kính chủ nhà đó làm sao? Mà quan trọng thằng thuê nhà nó có bị ảnh hưởng thiệt hay không? Bây giờ thằng thuê nhà có bị ảnh hưởng thiệt không? Phải coi rõ. À thằng thuê nhà này mày làm cái nghề gì? Mày là kinh doanh phòng trọ đúng không? Tao cho mày mướn đã đời, mày cho sinh viên mướn, mày ăn tiền lời bóp cổ tụi nhỏ. Rồi bây giờ mày xuống mày xốc hàng với tao nữa. Cái này là phải chèm. Đúng không? Nói thật sự bạn với bạn, ở Việt Nam mình á, cái góc độ á mà làm cò nhà kiểu này á nhiều lắm nha. Nó sẽ bỏ tiền đi, nó thuê nguyên một căn nhà đó, xong nó chia phòng cho thằng khác mướn. Thì ở đứng góc độ cái thằng khác mướn là cái thằng bị bóp cổ nè. Chủ nhà là cái thằng đứng ra nó giữa nó điều đình nè. Xuất hiện cái tầng lớp thứ ba, tầng lớp cho thuê nhà kiểu đó. Ăn lời phần trăm. Wow. Vậy là gì đó làm ăn đúng không? Không phải làm ăn mà có lời có lỗ chịu đi chứ không lóc gì. Cái đó không đúng đối tượng. Yes. Đó, mà thêm một cái nữa. Tại sao cái vụ vừa rồi nó lại mâu thuẫn, nó lại nảy sinh?
Tại vì nó quá hiểu được á, là cái tầng lớp Việt Nam mình, nó hiểu được cái fan của Việt Nam mình là bao giờ cũng auto hùa. Ở Việt Nam mình có tật auto hùa, cứ bay vô cắn vào trước đã tính sao. Nha, bay vô táp nhiệt tình vô. Và vô tình nó lôi được một cái hệ thống mạng lưới mấy thằng showbiz ảo nữa. Mấy thằng showbiz ảo nó bay nó cắn luôn. Tại vì bây giờ nó không cắn nó mất fan ông ơi. Nó thiệt luôn, nó mất fan. Bây giờ thằng giàu ưng nhiên ít, thằng nghèo sẽ đông hơn. Nó bay vô đó, nó hùa theo nghèo trước rồi đã. Mà nó không cần biết tình biết lý gì cả. Đó. Vậy thì cái vấn đề ở đây anh nói thêm nè. Bây giờ đứng trên góc độ mình là người đi thuê nhà, đúng không? Người ta là chủ nhà. Thì bây giờ á, cái việc mà gọi là giảm nhà trong mùa dịch này không á, giảm nhà trong mùa dịch này không á, thì đó là vấn đề tình, nó không phải là vấn đề lý. Các em đồng ý với anh không? Nó là tình, không lý. Chủ nhà nó thương, nó thích thì nó giảm. Đối tượng nó chơi đẹp, chơi ok với nó thì nó giảm. Nhưng mà giảm thì bánh ít đi, bánh quy nó phải lại thì nó mới giảm được. Mình đàm phán với người ta, mình phải đem được cái lợi cho người ta mới đàm phán được. Chứ không thể nào mà đàm phán với người ta mà bắt người ta giờ ông mẹ ông giảm không như tôi đi thì làm sao mà được, đúng không các bạn? Đó, nên các bạn nào mà đi mướn nhà trong những cái hoàn cảnh này, các bạn phải thật sự là khôn khéo, than nghèo kể khổ vô, đủ ABC nịnh nọt rồi vô, không nhục đâu mấy em. Làm ăn nó phải cần vậy, đúng không? Bây giờ ông nói mày, tao giảm cho mày, ai giảm cho tao đâu? Tiền điện có giảm đâu, đúng không? Tiền internet có giảm đâu? Tiền viễn thông, tất cả thứ tao phải trả đều bill. Tao cũng phải có những cái bill của tao, đúng không? Thì mày có những cái bill của mày, tại sao mày cái bill của mày mà đòi giảm mà cái bill của tao không giảm được? Thế nó là mâu thuẫn chứ là cái gì nữa? Bà đừng có nói ừ, bà đừng nói ừ mày ông giàu thằng mấy giấy, giàu nghèo chuyện nó tính sao? Bà chủ nhà bà nói một câu lắm em, mẹ tới giàu thì cũng phải làm, mày nghèo phải làm, chứ không phải là giàu nghèo tao giàu tao ăn không. Bà thì bà nói chuyện hơi sốc nhưng mà đúng không? Tại sao con nhỏ này nó mang cái sự mà gọi là bức xúc cho chủ nhà vậy, đúng không các bạn? Yes. Bây giờ cái mâu thuẫn đó nó xảy ra từ cái gì? À con nhỏ này tám ngày rồi không đóng tiền nhà cho bà khóa cửa, bà nhốt cái gì đó, tức mình kiện năn nỉ van xin không được, lôi công an vô. Bà này bà thấy mày lôi công an vô đúng không, được thì tao chơi với mày luôn, lấy hợp đồng nói chuyện. Đây hợp đồng, đây đúng hợp đồng. Là con nhỏ kia nói thôi hợp đồng là vậy, nhưng mà trong hoàn cảnh này đâu có làm theo được hợp đồng, thì thôi bà phải bớt, bà phải này phải kia. Cái bà nói hợp đồng là như thế, cô đã nôi công an vào thì chúng ta nói chuyện về với nhau về lý, không nói chuyện với nhau về tình. Đó, công an đứng ở giữa, mà công an là cũng dở đó. Ông là nhiệm vụ của ông là công an, ông đứng ở giữa, ông trung lập, ông bay vô ông hùa theo một khách. Đúng rồi, trong hoàn cảnh này ABC, mày nói hay quá, chẳng qua lương mày không bị giảm thôi, đúng không? Bà chủ nhà có đam vậy rồi sao, đúng không? Nên cái vấn đề này á, là con nhỏ đó theo anh thấy nó cư xử quá dở. Theo như anh thấy con nhỏ này nó cư xử quá dở. Nếu là anh sẽ cư xử chỗ khác. Tất nhiên mình đứng trên góc độ mình là người thuê nhà thì cũng thốn lắm chứ, mấy tháng này tiền đâu trả tiền nhà, thôi kệ, mình phải nói như vậy, đúng không? Mình phải chơi theo luật của ngân hàng mấy em. Tại nhỏ này nó dở nè, chứ thật anh nó cư xử đó nó thua về tình rồi. Nó thua về tình thì đừng có mong người ta nói về lý với nó. Cái hợp đồng là cái gì? Cái đã ký rồi, bút xa đó, gà đã chết mẹ rồi, đúng không các bạn? Bạn đồng ý với anh không? Yes. Hợp đồng là giấy trắng mực đen không khác được. Bây giờ mày vi phạm hợp đồng mà tao xúc mày thôi. Vậy chủ nhà sai chỗ nào, đúng không? Mà cái chúng ta muốn ở đây là cái gì? Chúng ta đang đi tìm kiếm một cái giải pháp tốt hơn để cho chủ nhà thương mình, thì ok, phải đi ra đàng hoàng, phải nói chuyện đàng hoàng, xin này nọ kia, xin này nọ kia đi làm sao. Thôi giờ cô thông cảm đi, giờ nói chung là mấy tháng này á thì con làm ăn không được, thì cô nói thật. Và cái khoản nợ của cô trong khoản này có thể con cũng không trả được luôn, đúng không? Vậy thì cứ cô cho con khất đi, dù gì con đã cọc tiền cho cô rồi, đúng không? Con đã cọc tiền cho cô rồi, cô cho con khất đi, rồi qua tháng tiếp theo con trả gấp rưỡi, ví dụ vậy. Nó thì mới chơi được chứ. Còn không á thì phải nói đàng hoàng. Bây giờ thôi giờ, bây giờ á trong tháng này con không trả được thì cô giảm cho con 25% đi, nhưng mà con sẽ gia hạn hợp đồng với cô 10 năm luôn. Đó, thì như vậy á thì mới deal được. Đó là nói chung là cái cách mình nói chuyện để cho mình đạt được cái mục đích của mình, chứ không phải là cái cách nói chuyện mà đi sòng phẳng chủ nhà. Khi mà bạn sòng phẳng chủ nhà là bạn chết ngắt, tôi nói thiệt chứ bạn chết chắc luôn.
bạn đi làm hợp đồng thuê nhà mà bạn sòng phẳng với thằng chủ, mà bạn chơi kèo khôn hả, nó xích nó rọ mỏ bằng luôn đó chứ. Tôi hỏi bạn nghe nha, thứ nhất bây giờ tuổi đời của bạn bao nhiêu tuổi? Hỏi hả, tuổi đời bạn nhiêu tuổi, thằng chủ nhà nó nhiêu tuổi? Mà trong cái kèo này thằng chủ nhà đó thì nó cho thuê 80 nước rồi mới tới bạn, đúng chưa? Mấy người ta sống bằng nghề cho thuê nhà mà bây giờ bạn vô mà đòi khôn với nó. Nói mẹ được hay mày mướn được, mày biến mẹ đi, thứ trai thằng mướn vô đây mày nhây hết con trai bạn chết liền. Tôi khẳng định với bạn luôn, thằng chủ nhà nó ăn muối nhiều mà ăn cơm, nhất là trong vực thuê nhà, đúng không? Mà thêm cái nữa, nó đại bàng khu đó rồi, nó đại bàng khu đó rồi, đúng không? Nhà của nó nằm đó mà, bà đồng ý không? Yes. Nó nên trong cái kèo này là không có bao giờ có được cái kèo công bằng rồi bạn. Cái kèo này là sống khi một bạn nào đó thuê nhà rồi, bạn phải biết nương thằng chủ còn sống, bạn phải nương thằng chủ và nói chuyện nó bằng dạ thưa thấy mẹ luôn á chứ. Tất cả cái nhỏ này chứ thôi chứ thua, chưa đi mướn nhà bao giờ hết. Đó, tôi thẳng với bạn luôn, kinh nghiệm thực tiễn của tôi đi mướn nhà cách đây mười mấy năm rồi chứ đừng nói. Tôi đi mướn cách đây 20 năm có luôn chứ đừng nói mười mấy năm. Mướn nhà ở cũng có, mướn nhà làm ăn cũng có. Mà khi mướn nhà làm ăn á, cái điều khoản hợp đồng á thì đương nhiên nó không phải quá bất lợi cho mình, nhưng mà trong cái điều khoản hợp đồng là ký vậy thôi. Tôi nói thiệt các bạn, đừng có đem hợp đồng ra lè, hợp đồng là thằng chủ bao giờ cũng ăn hết đó. Đó, ký hợp đồng là ký vậy thôi, ký đến cái trấn ngang thôi. Chứ còn cuộc đời mẹ đã chơi chó với nhau thì 10 cái hợp đồng nó cũng xé. Câu đây là phải like mấy em, đúng không? Mà đã chơi chó với nhau 10 cái hợp đồng nó xé thì tôi thiệt các bạn, bạn xé hợp đồng bạn khổ thì thằng chủ nhà nó khổ. Tôi nói thẳng với bạn luôn á, ví dụ giờ tôi mướn cái nhà đó đi, hợp đồng ghi rõ ràng là ok, bây giờ em mướn cái nọ em làm phòng gym, em decor cái phòng em hết 200 triệu. Được, hợp đồng chốt, em cọc cho chị đúng 200 triệu luôn. Em mà sai hợp đồng, em mất 200 triệu. Chị á mà phá vỡ hợp đồng thì ok, chị đền cho em 200 triệu, đồ để nguyên. Mày phải có câu thòng đồ để nguyên nha ba. Mày đừng tưởng mày khôn hết anh chủ. Chị đền cho em 200 triệu, đồ em tháo hả? Tháo bụp tay, tán đồ thay kiếp khác chứ tháo. Đúng không em? Vậy thì theo em thấy cái hợp đồng đó công bằng không? Thì theo tụi em thấy cái hợp đồng đó công bằng hay không? Sao không công bằng mày? Công bằng rồi, rồi má mày nói chuyện khách quan. Thằng media nó lắc đầu mấy em. Bây giờ tự nhiên mày cọc 200 triệu đúng không? Tao sai hợp đồng á thì tao đền mày 200 của mày với 200 của tao nữa là mày lấy về 400. Đúng chưa? Còn ngược lại mày sai hợp đồng mày đi luôn, mày để lại tất cả những gì ở đây, ngoại trừ mấy cái vô như máy tạ này thì mày dọn được. Còn không lẽ giờ cái vách này mày tháo ra luôn bà? Tụi mày tháo ra tao bắt mày sơn lại, chơi không? Chơi không? Nó công bằng rồi. Thì cái điều đó công bằng vậy thì anh hỏi tụi em á, phá hợp đồng nào lỗ? Chắc chắn thằng mướn nhà lỗ. Tao có thằng mướn nhà mày cầm dao rồi. Còn mày ký không ký kệ mẹ, mày ký không khác ký thôi, đúng không? Nên bạn đi thuê nhà mà lấy gì ra bằng điều với thằng chủ? Bạn lấy cái gì ra bằng đòi trịnh thượng với nó? Bạn lôi công an vô là hàng xong rồi. Bạn lôi được công an đó nhưng biết chủ nó chơi với ai không? Nope. Tôi hỏi thiệt bạn luôn á, bạn chưa ra đời. Thằng chủ nó có nhà mặt tiền nó nằm ở đó thì hỏi bạn nó chơi với ai? Hả? Còn bạn mời được công an nào tới đây? Đúng chưa? Yes. Nên bạn đã sai tất lét ra bằng lôi công an vô bằng sóc nó, nó dứt bạn là đúng rồi. Còn chưa kể nha, trong cái vấn đề hợp đồng thuê nhà, công an không có thẩm quyền. Thí dụ như chừng nào á, trong quá trình bạn làm hợp đồng thuê nhà mà nó quýnh lộn đi, thằng chủ nó quýnh bạn đi, bạn kêu công an tới tại nó quýnh bạn, đúng không? Còn trong vấn đề hợp đồng đúng sai tòa án rồi xong, lôi ra tòa bạn có tiền mà đu theo nó không? No. Cũng chết nữa. Cái kiểu gì cũng kiểu mà nó nói chung nó bật chủ nhà là chết rồi, nó phải làm ăn bật chủ nhà thua. Nên trong cái video này á, anh chỉ nói tóm lại hai điều. Thứ nhất, tụi em đi ký hợp đồng thuê nhà đó thì phải biết điều nguyên chủ, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà tụi em đàm phán với người ta cái gì đó thì tụi em phải mang tới cho ta một cái sự hợp lý và sự có lợi, đúng không? Tự nhiên bây giờ bạn đàm phán với chủ nhà, bạn đàm phán nó, ê giờ giảm giá tôi đi, giảm giá tôi 50% đi, đang dịch. Rồi cái nói giờ mày ra mày chợ mày mua rau tao đi, giảm 50% đi, tao giảm cho mày. Rõ ràng là bạn đưa cho nó một cái vấn đề đó không hợp lý thì chắc chắn là nó không bao giờ mà gọi là nó giải quyết cho bạn rồi, đúng không? Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, bạn sọc dưa bạn lôi công an vô nữa nó bụp bạn là phải rồi.
Còn bây giờ bạn muốn nó giảm giá tiền nhà cho bạn thì bạn sống có tình người, đó là giảm dựa trên cái tình. Anh em chơi được với nhau này nọ kia, tình cảm nó khác rồi, đúng không? Yes. Còn bây giờ bạn làm ăn mà lôi hợp đồng, mà lôi pháp lý vô mà kêu nó tình. Tình như tình, đã là lý thì không tình nữa. Đúng không? Đúng không Đạt? Đúng không? Đúng không? Ví dụ tự nhiên giờ mày nói chuyện với tao mày lôi công an vô rồi thôi tình gì nữa bà. Xúc mày luôn á chứ. Còn công an làm gì không khách quan, tao đâm nó lên công an luôn. Đúng không? Chứ tự nhiên nó lôi công an vô đây mặc áo xanh áo đỏ trước mặt cả đời rồi xong rồi con tình họ tình rồi giống tình nghĩa đôi mình đã thế thôi em. Tình đó. Nó nên cái dư luận mạng á là cái nó luôn hùa. Xã hội nó vậy đó mấy em. Mấy thằng toàn á cào phím không ở nhà đâu, ở nhà mướn chết mẹ. Cào phím chưa ra đời cứ hùa. Ừ, sống trên đời phải có tình dìu nhau qua dịch bệnh. Đó mày tình cho tao coi coi. Bây giờ ok mà nó dìu nhau dịch bệnh tình, thậm chí mẹ nhà nước còn chưa tình nổi nữa chứ đừng nói mày. Đúng không? Vậy thì trong giai đoạn này doanh nghiệp đó tại sao không giảm lãi cho nó đi? Lên báo giảm. Đó. Đúng chưa? Có tình được đâu. Nó cái gì cũng vậy thôi, nó phải nó mang tính chất hợp lý hợp tình. Chứ đừng có ngồi nói chuyện một cái kiểu mẹ cái xu xuông. Còn bây giờ á, mình ra đời á, mình làm ăn á, có chơi có chịu. Đúng không? Bây giờ làm ăn không được phá sản chuyện bình thường. Bây giờ mở bao nhiêu thằng nó phá rồi kìa, quán ăn này. Đóng cửa thanh lý luôn rồi. Chịu sao nổi? Đúng không? Chịu nổi đâu. Dịch bệnh chừng tháng nữa là cái như đóng sạch. Vậy thông qua cái video này á, anh nói mày tụi bay ra đường làm ăn, tụi bay mướn nhà. Mà tụi bay bật với thằng chủ là tụi bay tự sát. Chết nhiều kiểu lắm. Muốn chỉ không? Anh chỉ cho một số chưa chết nữa nè. Yes. Thích không? Thích không? Like đi. Chỉ cho một số chưa chết nữa. Nó không cần chủ đó, không cần lấy là mặt bằng. Thí dụ mày chơi láo viên chủ đúng không? Mày thấy chiêu chưa? Tiền mày nó lấy mà chơi mày nó vẫn chơi. What? Biết chiêu này không? Dễ lắm. Thí dụ như mở quán cà phê đi. Mở quán cà phê. Xong rồi cái nó ghét mày. Nó qua nó uống trà với hàng xóm bên này. Nó xúi hàng xóm bên này đâm lá đơn. Quán mày mở 12 trưa ồn quá tao ngủ không được. Chết không? Tự nhiên cái chuyện nó nhắc nó đâm lá đơn. Quán mày ai mở 12 trưa ồn quá tôi uống được nha. Rồi xong. Lá đơn nó chưa phê đúng không? Xong rồi đâm lá đơn nữa. Ê cái quán này nè. Nó bán cà phê nó xả nước ra đường quá trời nè, ghê lắm. Lá đơn thứ hai. Lá đơn thứ ba, biết lá đơn gì không? Đâm luôn, này uống cà phê lậu nè. Thằng này cà phê độc hại nè. Không có đảm bảo cho người uống, người ta đau bụng quá trời kìa. Tụi có những chuyện nhảm đó thôi đó. Ví dụ thôi. Anh ví dụ thôi nha mấy em, chứ thực tế chắc nó không đến mức vậy đâu hen. Nhưng mà anh nói cho em nghe đó. Tức là đụng với thằng chủ nhà là gì, nó đại bàn khu này rồi. Mày dân xứ khác mày tới đây mày thuê, thứ nhất quan hệ xã hội xã hội màu nào nó không có hết á. À, nó đụng chủ nhà chỗ này có đứt dọn gói đi thôi chứ sao sống nổi nữa mấy em. Em hiểu không? Còn làm ăn được có ngây thơ. Cái chuyện làm ăn mà đòi cọc là cái chuyện ảo tưởng. Thì có xin lỗi mấy em á, chỉ có điều khi tao vui tao trả cọc thôi. Chứ còn làm ăn không có ông nào mà đã rồi cọc mà để về hết á. Đúng không? Ông cọc tiền nhà 50 triệu ông đòi người ta trả tiền cọc cho ông, không có chuyện đó nằm mơ đi con. Đâu có, trừ khi chủ nhà nó quá trời dễ thương hay mình nó có gì đó mình sống được với nó quá mà mình xui hay là gì đó. Thì may ra tình người nó trả thôi. Mấy em hiểu không? Yes. Ví dụ như giờ nó phải xui đi. Ví dụ giờ mới cọc tiền mua miếng đất đó 100 triệu. Xong rồi về tự nhiên nhỏ vợ nhà đẻ con ra mà đẻ khó. Xong rồi bác sĩ nó phải tốn tiền này tiền kia đưa cái bill bác sĩ tới nó than chủ nhà. Nó thì lúc đó thì người ta trả được. Cái này đàng hoàng, chẳng qua nó xui thôi. Đúng không? Còn mà tụi em sập ngược sập xui với thằng chủ mà tụi em đòi nó trả là thôi. Nó trả cho cái này nè. Nên á, nó tóm lại cái vụ đó đó là kinh nghiệm nha mấy em. Cái vụ đó là kinh nghiệm. Thật ra thì theo nhìn thấy mà cho mướn nhà mà cho mướn sinh viên mướn lại thì cái tụi đó cũng phải tiền nam tính nữ đâu. Anh nói thiệt. Dù như tưởng là mình mướn nhà, mình cho gia đình ở, mình mướn nhà, mình làm ăn gì đó thì nghe nó còn được chút. Còn mà cái màn mướn lại mà ngăn phòng thì thôi, tao biết thứ này cũng dữ rồi. Kể nó kẻ cướp gặp bà già. Nhưng mà xui bà già là võ công cao quá. Còn bà già là đại bạn khu này rồi. Anh nói thiệt với em á, mình sống mình phải nhìn người ta là ai. Cái nghệ thuật cuộc sống nó quan trọng lắm chứ không phải đơn giản. Nghệ thuật cuộc sống nó cực kỳ quan trọng. Bởi vậy á, anh mới nói cho tụi em thấy để tụi em có cái góc nhìn nó thực tế một chút xíu. Để mình ra đời mình bớt ảo tưởng đi. Ảo tưởng trên mạng sao cũng được hết á, nhưng mà ngoài đời là câu chuyện khác. Nhưng bỏ đồng tiền ra làm ăn, nó là khác đó. Và anh cũng rất vui chia sẻ tụi em những kiến thức thực tiễn này.
Đương nhiên trong video này là mấy thằng nghèo nó ghét lắm, nó thiệt, nhưng mấy nó bây giờ nó chịu ưa đâu. Tụi nó vậy đó, nó sống sâu chủ nghĩa mà. Mà cái xã hội chủ nghĩa nó còn ghê hơn cái xã hội chủ nghĩa của Marx Lenin nữa mà em. Hả? Xã hội chủ nghĩa của tụi nó đó là tụi nó ngồi chỗ á, nhà giàu phải đem tiền tới cho nó ăn á. Đó, hiểu không? Không, bây giờ làm nhà giàu xứ này khổ lắm nha. Mà nó đâu có biết rằng để người ta có được giàu ngày hôm nay người ta cũng khổ chết bà nội nó. Người ta ra giang hồ, người ta làm ăn từ lúc nó chỉ còn hai hạt cơ bản kìa. Ai comment được hai hạt cơ bản là hạt gì trúng event. Cảm ơn các em đã theo dõi video. Xin thân ái, xin chào. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Đi xây dựng đời riêng mơ đích thực, bằng sức mạnh đôi bàn tay nguyện huy, đầy oai phong ôm trọn cả núi sông, ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa, địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai, hạnh phúc sung vầy nhưng bông hồng nhung khi bên ta em sướng danh mỹ nữ, ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh, cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên.